đánh giá về mặt chức năng phổi qua cái hình ảnh của cái phim X quang thì đây là cái hình ảnh của phim X quang của một tuần trước đó, tức là ngày 25 tháng 5. Đó, thì có hình tượng là đông đặc và sơ của hai bên phổi, đặc biệt là cái tình trạng yếu liệt của cơ hoành, do đó là cái sức cơ ảnh hưởng bởi cái sự yếu của sức cơ của bệnh nhân, và cái tình trạng đông đặc của tổn thương hai bên phổi, do đó là bệnh nhân vẫn còn phải lệ thuộc gần như là hoàn toàn vào cái hệ thống của ECMO và máy thở. Hình ảnh của cái phim phổi của ngày 31 tháng 5 thì cho thấy là cái tổn thương phổi của bệnh nhân bắt đầu có cải thiện, những cái cái tình trạng liệt cơ hoành cũng bắt đầu cải thiện, nó không còn cao như là cái phim phổi của 5 ngày trước đó. Những cái hình ảnh của sơ phổi với lại cái đông đặc phổi là bệnh nhân cũng sáng hơn. Phim phổi mới nhất của ngày 2 tháng 6 thì cái hình ảnh của phim phổi rất là đáng mừng, hơn phân nửa của phổi bên trái đã cải thiện gần như là hoàn toàn. Tình trạng yếu liệt cơ hoành cũng đã từng bước so với 2 ngày trước đó cũng đã cải thiện hơn, nó không còn cái đẩy cơ hoành lên cao nữa. Và đặc biệt là phổi phải cũng bắt đầu là tăng sáng, tức là cải thiện về mặt chức năng hô hấp. Tiếp theo sẽ tiếp tục là từng bước để mà đánh giá cái việc mà cai ECMO sớm nhất có thể, để tránh hạn chế những cái nguy cơ cũng như là các biến chứng do cái việc mà mình phải duy trì cái việc sử dụng ECMO kéo dài. Thứ hai nữa là tiếp tục kháng sinh điều trị nhiễm trùng của cái vi khuẩn và bột khô Derasepacea và phòng ngừa những cái nguy cơ mà có thể mà nhiễm khuẩn mới. Thứ ba nữa là tiếp tục cái vật lý trị liệu tích cực để phục hồi, sớm phục hồi cái cải thiện về sức cơ của bệnh nhân cũng như là cải thiện cái khả năng hô hấp và dinh dưỡng để làm sao đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong cái giai đoạn hồi phục như thế này. Và cuối cùng là phải cân bằng đầy đủ cái rối loạn và nước điện giải để tránh cái nguy cơ của có thể tổn thương thận có thể tái phát trở lại. Về tiên lượng của bệnh nhân thì cái mục tiêu đầu tiên là cái việc mà mình sẽ cố gắng làm sao mà cai được cái ECMO. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà tổn thương phổi mà đặc thù của nhiễm virus SARS-CoV-2 này, tổn thương sơ phổi, đặc biệt là giai đoạn này, giai đoạn và sơ hóa phổi, do đó mặc dù ngay cả thậm chí mà việc có thể là cai được ECMO thì bệnh nhân vẫn có thể là phải phụ thuộc rất lâu dài với việc nộp máy thở, và cái việc cai máy thở sau đó cũng là sẽ làm vấn đề khó khăn, có thể là thậm chí cần cái thời gian tháng hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Do đó về mặt tiên lượng lâu dài thì bệnh nhân có cải thiện, tuy nhiên là mức độ cải thiện của bệnh nhân nó còn nặng và phải còn rất nhiều thời gian để mà tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này.